ngày 8 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị trấn Đức An, xã Nam Bình và xã Thuận Hành. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện một số sai phạm của một cơ sở như giấy phép đăng ký kinh doanh hết hàng, một số cơ sở chưa đầy đủ giấy phép, việc thực hiện lưu mẫu thức ăn của một số cơ sở chưa đảm bảo theo yêu cầu. Đoàn đã nhắc nhở và lập biên bản, yêu cầu các cơ sở phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.